Xin tên thật là Nguyễn Công An. Gì vậy má? À, sinh năm 2007. Quê nghệ đâu? Lào Cai. Quê ở Lào Cai. Em sinh ra ở Lào Cai thôi. Mà quê quán ở Hải Phòng. Còn lắm tên gì đâu, có bạn gái chưa? Em chưa. Nhiều lắm, nó dỗ anh ơi. Quê anh cả mà gái có tin nhắn gửi từng lưng luôn hả? Ronald hay Skyler? 1, 2, 3. Skyler luôn. Lý do tại sao mà Văn Thanh chọn Ronald? Em thằng anh vậy. M500 với M1873, các bạn sẽ chọn khẩu nào? 1, 2, 3. M500. Lý do tại sao mình thích nó hơn? Em bắn một viên vào đầu thì chết. Bắn một viên vào đầu thì chết. Easy. Add it up. Ok, xin chào Jonah và Văn Thanh đã đến với buổi quay content ngày hôm nay. Thì ở tập trước chúng ta đã cùng gặp mặt đó là Kabi và Han ở cái tập đồng đội lý tưởng. Thì hôm nay chúng ta sẽ gặp mặt Jonah và Văn Thanh ở đây để xem hai bạn có phải là những cái đồng đội lý tưởng của nhau hay không. Thì bây giờ Văn Thanh sẽ giới thiệu về Jonah và Jonah sẽ giới thiệu về Văn Thanh. Ok, thì chắc là anh lớn trước đi nhờ. Văn Thanh tự giới thiệu Jonah trước đi. Ok. Jonah tên thật là Nguyễn Công An. Gì vậy má? Sinh năm 2007. Quê quê nghệ. Anh sao vậy? Ở đâu? Lào Cai. Quê ở Lào Cai. Ủa, tôi tức đi. Rồi em chỉ biết thế thôi. Trời ơi. Quay cho anh lỗi nghe là Jonah có phải tên là Công An này không? Không, em tên là Văn An. Còn Công An là tên bố em đặt cho em nên là em muốn giữ nó thôi. Nhưng mà... Là bố mình muốn mình làm Công An là, hay là sao? Trước là họ là để công nhưng mà sau này dễ sinh trở lại là họ Văn. À, là chỉ là Văn An thôi. Văn An rồi. Chỉ là bên còn lại quê quán rồi là có đúng không? Không đúng rồi, em có thể chia sẻ đúng hơn. Nôn. Em tên thật là Nguyễn Văn An. Em sinh 2005. Em đến từ Hải Phòng. Quê quán ở Hải Phòng. Chứ không phải Lào Cai. Sao người anh của mình lại nói mình ở Lào Cai? Em sinh ra ở Lào Cai thôi. Mà quê quán ở Hải Phòng. À, sinh ra ở Lào Cai. Nhưng mà mình sống và lớn lên ở Hải Phòng. Đúng rồi. Lào Cai nó nơi xạo á. Không. Nhưng giấy khai sinh em là ở Hải Phòng. Nhưng mà sinh ở Lào Cai nhưng mà quê quán ở Hải Phòng. Hả? Ây da, sao nhức đầu vậy ta? Không biết nữa. Bây giờ em có cái giấy căn cước công dân á. Căn cước công dân nó ghi quê quán mình ở đâu? Không có nhớ. Lào Cai. Em Lào Cai mà. Lào Cai hả không? Em không biết hay để từ vào nó lấy lại em xem. Ôi chết rồi. Từ đây con vào lấy xem thử đâu. Ok, cho bé em chọn em xin mời. Ông này ông làm nó lắc. Ép vô vui gần chết. Này chỗ đó sai lắm nha em ơi. Em nhớ lộn rồi. Đi đi. Không quay cái nước em được, quay cái nước em được, em ra đây. Cái này ở Hải Phòng ơi, quê quán. Ở quê quán. Quê quán thôi, quê quán là Hải Phòng. Ủa nhưng mà em sinh ở Lào Cai. Em đâu có phải gì. Ở trong cái căn cứ nó ghi là cái gì? Hải Phòng. Hải Phòng, vậy đâu có quán Hải Phòng. Đúng rồi, nó ghi là dân sinh. Cô không nhỏ. Không, thì em xin Lào Cai mà bỏ đi cũng hai năm rồi về Hải Phòng. Giờ còn lắm tin gì đâu, có bạn gái chưa? Em chưa. Nhiều lắm nó dỗ anh ơi. Quen cả mà gái có tin nhắn gửi từng lưng luôn hả? Sao bây giờ anh mình nói vậy em có đính chính lại thông tin nào? Ừ, cái đấy là có nhưng mà. Tức là
tức là có đúng không? Có. Tức là có. Nhưng mà cái đó là tin nhắn mình cua gái hay là sao? Không, em chỉ nhắn đùa đùa trêu, tí em hay đi trêu á. Kêu gái vậy à? Rồi, ok, chắc là Văn Thanh cũng khá là hiểu về em mình nhờ. Bây giờ đến lượt Jona giới thiệu về Văn Thanh đi. Văn Thanh tên thật là Bùi Văn Thanh, sinh ngày mùng 2 tháng 11 2003, quê quán là Thừa Thiên Huế và hiện tại là có người yêu. Còn hết, em chỉ biết như vậy thôi. Văn Thanh có xác nhận thông tin không? Có đúng không? Đúng. Vậy là đúng 100% nha. Chuẩn 100% luôn. Tinh chuẩn luôn. Vậy là Jona rất là hiểu về người anh của mình nha. Vậy là phần giới thiệu kết thúc ở đây. Chúng ta sẽ qua phần tiếp theo. Mình giới thiệu hơi cồng kềnh. Phần tiếp theo là hai bạn có thể chia sẻ với các bạn người con là mình gặp nhau như thế nào và cái ấn tượng đầu tiên khi mình gặp nhau, ấn tượng đó là ấn tượng tốt hay là ấn tượng không tốt, lý do tại sao mình biết nhau. Ai giới thiệu? Jona trước đi. Em là anh Vi. Anh Vi nhắn tin cho em muốn em test ở Vi Âm Minh. Đợt trước là tên cũ là Vi Âm Minh. Test thì cũng thấy ok được, thì anh Vi có nhắn tin kêu em là vào đây. Để em từ Hải Phòng vào đây thì cũng hơi là xa nên là em sẽ vào để trên cùng với anh em tại bắn cái vòng loại FIFA World Series Việt Nam á, vòng Việt Nam á, nên là vào đây trước, nên là vào đây trước Tết luôn, là Tết em với anh Thanh ở đây, là có hai anh em ở đây à, nên là thì Tết anh Thanh anh ấy cũng định về rồi, nhưng mà anh ấy thấy em ở lại tội quá, một mình ở lại thì hai anh em ở đây Tết. Đấy thì ấn tượng của em anh Thanh là một người khá là ít nói. Kiểu như là nếu mà có chỗ đông người thì anh ấy ngại ít nói. Nhưng mà anh sống tình cảm, với lại anh ấy thẳng tính quá, với lại hơi nóng tính một chút. Nhưng mà cũng đôi lúc cũng rất là dễ thương, kiểu như là kiểu gì á. Nhưng mà anh ấy sống với anh em thì trong tập thể thì em thấy là được. Nhưng mà có đôi lúc là anh ấy hơi nóng tính. Đôi lúc cái tôi của anh ấy hơi cao một tí thôi, nhưng mà em nghĩ là cái đấy là cũng là tốt cho muốn team phát triển lên. Đấy, em xin hết. Tức là Văn Thanh theo cảm nhận của Jona là một người sống cũng khá là nội tâm nha. Đúng rồi. Anh ít nói lắm, tại vì nếu mà đông người ấy hoặc là đi đâu nhiều người là anh ấy cũng hơi không muốn kiểu bộc lộ cảm xúc ra ngoài á. Nên là anh ấy, nếu mà ít người ở nhà thì anh ấy sẽ nói rất nhiều, anh ấy hay chọc rất nhiều, hoặc là quen rồi thì anh ấy sẽ trêu chọc rất là nhiều. Nhưng mà xa lạ hoặc là đông người thì anh ấy sẽ kiểu như là ít nói hoặc ít bộc lộ lắm. Tuy là có hơi nóng tính chứ, nhưng mà Văn Thanh là một người rất là tình cảm ấy chứ. Tại vì Văn Thanh sẵn sàng ở lại với Jona cái mùa này. Đợt Tết là anh ấy cũng định về rồi, nhưng mà anh ấy thấy em ở lại một mình, tại vì em cũng ở xa mà. Nếu mà Tết xong là ăn Tết xong là bắn luôn đấy. Nếu mà em về thì cũng này kia, nên là anh ấy thấy tội của anh ấy ở lại luôn. Và Tết thì hai anh em ở lại với nhau thì đón giao thừa với nhau luôn. Anh em đón giao thừa ở Gaming House còn một á, Vi Gaming cũ ạ. À, ở Gaming House của Vi Gaming. Trước là Vi Gaming cũ. À. Đấy, thế là hai anh em đón giao thừa ở đây luôn. Tết thì anh ấy cũng hai em ở đấy là vui, nên là anh ấy cũng bỏ rất là nhiều tiền. Nói chung là hai anh em có một cái mùa đáng nhớ luôn, một cái kỷ niệm thì chắc là sẽ theo mình tới suốt đời và không bao giờ quên được, đáng nhớ luôn ạ. Rồi, cảm ơn Jona. Bây giờ đến lượt Văn Thanh đi nha. Em không có ấn tượng gì hết. Làm sao mà mình biết đến Jona? Thì cũng như An nói là Bi mời vào Tết, vào đây. Lúc nó vào thì em cũng biết là ai nhìn nó ngáo cái thằng nào đây. Mà đeo hai cục kính nhìn cái thằng ngáo, em cũng biết luôn á. Nó ngáo lắm. Chứ em không có tiền gì hết. Thế thôi. Nhưng mà bây giờ là đã trở thành đồng đội với nhau rồi, thì Jona cũng phải thể hiện được khả năng của mình đúng không? Thì bây giờ Văn Thanh đánh giá Jona như thế nào? Thấy sau thời gian đó thì Jona có phát triển hơn chưa? Nếu phát triển kỹ năng còn phát triển được, mà môi trường không hợp với cách bắn tao, không hợp với sao ấy, thì em thấy
không biết nói luôn. Bây giờ thì thật sự ra thì mình còn rất là nhiều thời gian để mình train với nhau. Tại thật sự ra thì theo thông tin biết là các bạn mới thi đấu với nhau khoảng tầm nửa năm thôi đúng không? Khoảng tầm nửa năm thôi, mình có rất rất nhiều thời gian để và cũng rất là nhiều giải đấu để mình có thể bồi dưỡng thêm được cái kỹ năng của mình, đúng không? Để mình đạt được cái thành tích cao hơn. Rồi ok, vậy là kết thúc câu hỏi thứ hai ở đây, chúng ta sẽ qua đến phần trò chơi. Rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với phần trò chơi để xem cái sự hiểu nhau, sự ăn ý của nhau của hai bạn là như thế nào. Để tập trước là hỏi Kabi với lại Hen những cái sở thích bên ngoài thôi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ hỏi vào game đi. Ok. Ok. Thì anh sẽ đưa ra hai sự lựa chọn. Anh đếm 1, 2, 3, các bạn chọn một lựa chọn và nói cùng một lúc nha. Yes sir. Câu hỏi đầu tiên đi. Nếu được chọn một nhân vật trong Free Fire, kỹ năng nhân vật đó nha, thì các bạn chọn Moco hay là Tatsuya? 1, 2, 3. Tatsuya. Ăn liền nha, ăn liền nha. Ok. Rồi câu tiếp theo. Easy. Cũng là nhân vật luôn. Moco hay Hummer? 1, 2, 3. Moco. Wow. Hai tuyển thủ này có vẻ là rất là ăn ý à. Chúng ta đã có hai đáp án chính xác rồi. Ok, thêm một lần nữa, thêm một nhân vật nữa. Drono hay Skyler? 1, 2, 3. Skyler. Lý do tại sao mà Văn Thanh chọn Drono? Em fan anh 7. Em fan anh 7 hả? Lý do duy nhất là em fan anh 7 thôi. Chứ cậu không cần quan tâm là kỹ năng nó hơn hay không? Thì lĩnh nói Jona fan Sơn Tùng MTV kìa. Skyler. Cũng có fan Sơn Tùng nhưng mà em thấy Skyler cũng một nhân vật rất là mạnh. Câu hỏi về nhân vật như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ câu hỏi về map thi đấu đi. Câu hỏi sẽ là nếu bây giờ các bạn bắn ở đảo quân sự thì team sẽ chọn nhảy ở nghĩa địa hay là đài quan sát? 1, 2, 3. Đài quan sát. Team này rất là hiểu nhau, thấy rất là hiểu nhau luôn á nhờ. Giống như là chỉ cần đưa ra một câu hỏi thôi các bạn trả lời đúng liền. Thêm một cái nữa đi. Nếu các bạn bắn ở đảo mặt trời thì các bạn sẽ chọn khu cắm trại hay bến cảng? 1, 2, 3. Bến cảng. Đây, chúng ta có sự khác nhau rồi. Văn Thanh chọn khu cắm trại, Jona chọn bến cảng. Thì Jona có thể chia sẻ lý do vì sao chọn bến cảng không? Em thấy bến cảng là một nơi rất là rộng, với lại nó nhiều cái chỗ ẩn nấp thì nó sẽ nhiều tư duy bắn, nó sẽ hay hơn. Còn khu cắm trại em thấy là nó thoáng quá, nó ít quá. Chạy xuống bắn nhau liền thì không vui. Thì bên cạnh có nhiều thùng công hay lại có nhiều chỗ ẩn nấp quá, mình đi tìm nhau rồi mình bắn trốn trốn đi cho nó vui. Rồi, bị Văn Thanh thấy ý kiến nó như thế nào khi mà Văn Thanh chọn là khu cắm trại? À, khu cắm trại để đi cắm trại vui vẻ. Đúng là quái cái chuẩn. Để đốt lửa chạy đúng không? Không, đốt lửa chạy đúng không? Tưởng ông có cái chiến thuật gì đỉnh cao lắm, chọn chạy. Nếu mà các bạn bắn ở đảo sa mạc, các bạn sẽ chọn nhảy ở trại chỉ huy hay vùng vịnh? 1, 2, 3. Trại chỉ huy. Rất tuyệt vời, rất là đồng thanh luôn, gần như là khớp luôn. Thì chạy, lý do tại sao mình chọn trại chỉ huy? Em thấy chạy thì huy nó ngon hơn vùng vịnh. Chính xác. Thì vì nó vừa có lượng đồ cần thiết này, vừa có hòm vũ khí này, vừa có trụ su nhiều này, với lại nó cái đường đi bo nó ít, mình ít phải chạy bo hơn. Ừ. Nên là cũng nó sẽ ngon hơn cái khu vùng vịnh rất là nhiều. Văn Thanh thì sao? Tại vì đi giao ở giữa bo đúng đồ xong thì biết phải là đi bo. Rồi ok, thì chúng ta dừng map ở đó, chúng ta sẽ đến với vũ khí yêu thích đi. Đầu tiên là nếu được chọn giữa M500 với M1873, các bạn sẽ chọn khẩu nào? 1, 2, 3. M500. Lý do là sao mình thích nó hơn? Em bắn một viên vào đầu thì chết. Bắn một viên vào đầu là chết. Easy. Còn Jona, lý do sao thích M500? Thì em cũng thích tiêm kéo đầu không được hay lắm, nhưng mà em cũng thích kéo đầu nên em chọn. Tức là mình thích làm tay to đúng không? Mình thích làm tay to, nhảy xuống gặp bùm chết luôn. Chứ không phải là áp sát gần mất thời gian quá. Xuống là làm một viên đi luôn cho nhanh. Dữ vậy sao? Ta súng trường nha. Giờ giữa Famac và Ska, các bạn sẽ chọn súng nào? 1, 2, 3. Famac. Đây có sự khác nhau. Lý do sao Jona chọn Em nghĩ là Famac đam nó to, quá là to. Tại vì nếu mà nâng cấp 3 chip thì dồn đam chết rất là nhanh. Nếu mà được 3 chip thì dồn một phát một là đi. Còn anh? Em bắn thử ca, em bắn đầu không? Bắn đầu với Famac kéo đầu sao được. Văn Thanh là tay to mà bắn súng nào cũng được đúng không?
Phạm Hát kéo bằng được nhưng không, kéo bằng Sega. Okay. Rồi, vậy một câu cuối cùng đi. Một cái khẩu súng quốc dân đi. Để lựa chọn giữa M79 với RGS50. Các bạn sẽ chọn khẩu súng nào? 1, 2, 3 M79. Wow. Vậy tức là chúng ta vẫn ưu tiên khẩu súng quốc dân nha. Cái khẩu súng RGS50 nó có cái vấn đề gì mà anh thấy rất ít người sử dụng nha? Các bạn có thể chia sẻ. Đâu, khẩu đấy cũng rất nhiều người sử dụng đấy. Tại vì nó đục keo được nhanh, với lại nó cũng khá là đam, khá là to đấy. Đục keo cũng khá là nhanh luôn ạ. Nhưng mà nếu mà so sánh khẩu đấy với khẩu M79 thì chắc chắn là M79 sẽ hơn. Tại vì M79 nó sẽ có cơ hội đặt kèo lớn hơn, và nó sẽ đam khác biệt hơn là khẩu RS50. Tức là khi mà mình bị dồn mà thấy khó thì M79 rõ ràng là một khẩu súng mà giúp mình có thể lật kèo lại bạn. Cơ hội đặt kèo là rất là cao luôn ạ. À. Rồi ok, đó là hết câu hỏi của ngày hôm nay. Và sau cái này thì anh cảm nhận là hai người chơi game với nhau khá là ăn ý đó chứ không phải là... Ok, để kết lại cái buổi quay ngày hôm nay đi. Thì Jonah và Văn Thanh cảm nhận về đồng đội của mình như thế nào? Nếu mà được chấm điểm đồng đội của mình là rất tốt hay là tốt hay là kiểu tệ thì các bạn sẽ chấm như thế nào? Chắc là Văn Thanh trước đi nhờ. Anh chấm là 7 trên 10 7 trên 10. 7 trên 10 là một điểm số cao đấy. Đúng, ổn thôi. Đối em cao là phải 9-10 điểm. Vậy thì có những cái lý do gì mà em của mình lại không được 9-10 điểm mà chỉ được 7 điểm thôi? Kỹ năng còn thiếu. Kỹ năng cái tâm lý còn thiếu tí. Mình có những chia sẻ nào để giúp em mình trong thời gian sắp tới tốt hơn để tham gia những cái giải đấu đó được hoàn thiện hơn? Cái này là do bản thân từ luyện tập cố gắng ha. Rồi ok, giờ vậy còn Jonah, em thấy anh của mình như thế nào? Em thấy tầm em, nếu mà em thì tầm 8 trên 10 thôi. Wow, 8 trên 10 là đối với em là điểm số cao đúng không? Cũng gọi là tầm tốt thôi, chứ chưa là gọi là cao mắc vinh đâu. Em thấy anh ấy trong game nhỉ, ngoài đời thì ok rồi, thì trong game đôi lúc thì anh ấy hơi mâu chiến quá, anh ấy chiến nhất team luôn rồi, anh ấy hơi mâu chiến quá. Đôi lúc là cũng nên là nhìn lại những người em mình hơn. Người em mình vẫn còn lo kinh nghiệm quá, anh mâu chiến quá thì đang chơi theo kịp. Đấy, thế là nên là nhìn đôi lúc là nên nhìn lại những người em mình hơn. Những người em mình còn ở phía sau chưa theo kịp. Kiểu như là anh ơi chậm lại cho tụi em theo với. Rất là cảm ơn Văn Thanh với lại Jonah ngày hôm nay đã có những cái chia sẻ rất là thật lòng. Hy vọng là cái buổi quay này giúp cho mọi người hiểu nhau hơn, có những điều mà mình bình thường mình không có nói với nhau thì ngày hôm nay mình cũng ít nhiều cũng có chia sẻ với nhau rồi. Và cái buổi quay ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi quay ngày hôm nay. Rồi chào mọi người, bye bye. Mọi người hãy cùng tham gia group Discord để tương tác cùng bọn mình nhé.